Ngày 9 tháng 7, báo Tuổi Trẻ tổ chức tọa đàm kết hợp tập huấn lái xe an toàn vì mình, vì gia đình. Buổi tọa đàm có sự tham dự của các đơn vị chức năng, chuyên gia giao thông cùng bàn luận đóng góp ý kiến để nâng cao an toàn giao thông. Buổi tọa đàm với sự tham dự của các khách mời: ông Nguyễn Thành Lợi, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh; ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh; Thượng tá Đoàn Văn Quế, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh; Thạc sĩ Đoàn Hồng Đức, phụ trách bộ môn Quy hoạch giao thông, Viện Xây dựng, Trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó là bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Nguyễn Thành Long, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải; bà Trần Ngọc Ánh, giám đốc ngoại vụ cấp cao Henneken Việt Nam, Hiệp hội Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, tình hình an toàn giao thông đang gây sự chú ý trong dư luận. Một số trường hợp vi phạm chủ yếu xuất phát từ ý thức người dân chấp hành luật kém, kỹ năng lái chưa đảm bảo. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh thống kê xảy ra 692 vụ tai nạn giao thông, làm 182 người chết, 466 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, giảm 102 người chết, giảm 35,92%, tăng 15 vụ, tăng 2,22%, tăng 80 người bị thương, tăng 20,73%. Trong cái phân tích đánh giá các cái nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, thì tất cả các cái vụ va chạm hoặc lớn hơn là tai nạn giao thông đều xuất phát từ lỗi chủ quan của con người. Chúng ta tham gia giao thông nhưng mà chúng ta không đảm bảo an toàn, không chú ý quan sát thì dẫn đến cái việc là va chạm và đến cái việc tai nạn xảy ra. Có một số ít các cái vụ việc xuất phát từ cái điều kiện khách quan. Tuy nhiên thì đây là cái số lượng không lớn. Tình hình trật tự an toàn giao thông đã có những chuyển biến nhất định nhưng vẫn còn tồn tại bất cập. Thời gian tới, các đơn vị vẫn cần tiếp tục siết chặt biện pháp về hạ tầng giao thông, xử phạt nghiêm vi phạm giao thông, nhất là Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục siết chặt quy định đã uống rượu bia không lái xe. Qua tọa đàm, lãnh đạo các đơn vị, đội ngũ chuyên gia cùng tập trung bàn luận về nguyên nhân, một số nhóm giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh. Người dân có trách nhiệm nâng cao ý thức và kỹ năng lái xe như thế nào? Trong đó chú trọng phân tích việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn quy định ở luật trật tự an toàn giao thông đường bộ thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2024 và hiệu lực từ tháng 1 năm 2025. Đồng thời đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo lái xe hiện nay, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo để học viên có đủ kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông. Hiện nay thì qua cái thống kê đánh giá cái số lượng tai nạn giao thông, cái đối tượng mà cái người bị tai nạn giao thông đa số là cái độ tuổi lao động chính trong gia đình. 6 giờ sáng phải lên xe, đi vào cơ quan, đi vào công sở, vào công trường. Nhưng mà đến 18 giờ chiều thì không trở về nữa. Ở giai đoạn hơn hay hết là mọi người chúng ta phải tự ý thức của bản thân mình, chấp hành tốt pháp luật giao thông, thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Từ đó mới chúng ta đem được an toàn cho bản thân chúng ta, người thân và những người tham gia xung quanh chúng ta được tốt hơn. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý tăng cường biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm nghiêm khắc để răn đe, nâng cao mức xử phạt với hành vi vi phạm nguy hiểm. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tăng ứng dụng công nghệ cao, dùng thiết bị đo tốc độ, camera giám sát xử phạt vi phạm. Lực lượng chức năng có thể xử phạt, thông báo vi phạm qua tin nhắn, Internet. Tại sự kiện, đại diện Henneken Việt Nam sẽ chia sẻ về hành trình hướng đến văn hóa uống có trách nhiệm của thương hiệu và thực hiện nhiều hoạt động thương hiệu sáng tạo để truyền tải thông điệp lái xe an toàn. Tại Việt Nam thì đồng hành cùng với chính phủ nhằm thúc đẩy cái lối sống uống có trách nhiệm, đã uống rượu bia không lái xe, chúng tôi đã giới thiệu cái sản phẩm Henneken 0.0 vào năm 2020. Hàng năm, Henneken Việt Nam dành 10% ngân sách truyền thông của nhãn hiệu Henneken dành cho các chiến dịch tuyên truyền uống có trách nhiệm, với các hình ảnh và video lan tỏa thông điệp đã uống rượu bia không lái xe trên các trang mạng xã hội, các kênh truyền thông phù hợp. Henneken Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác và nỗ lực chung tay hành động với đa dạng các đối tác. Trong tương lai, thương hiệu cam kết giữ vững đầu tư vào trụ cột uống có trách nhiệm để tiếp tục tạo nên những thay đổi tích cực, bền vững trong nhận thức và hành vi của cộng đồng.
thông qua nhãn hiệu Heineken 0.0 tiếp tục đổi mới với nhiều hoạt động thương hiệu sáng tạo để truyền tải thông điệp lái xe an toàn. Nằm trong khuôn khổ chương trình là buổi tập huấn cho gần 200 em sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn. Dạ, hôm nay em đến đây thì em học hỏi em về những kiến thức mà như là mình lái xe về như thế nào cho đúng và mình phải xử lý như thế nào khi mà tham gia giao thông trên đường bộ. Mà hôm nay là em cũng học được khá nhiều điều, chắc là sau này sẽ áp dụng rất nhiều vào đời sống của em. Để nâng cao trật tự an toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết phối hợp các đơn vị ngành giao thông triển khai phát triển hạ tầng giao thông, mở rộng đường xá, phát triển xe công cộng. Song song đó, tăng cường giáo dục, tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.